Pháp thay đổi số mệnh cao nhất của phong thủy. Vâng, xin chào các bạn. Tôi là Phùng Phương, chuyên gia phong thủy của Hiệp hội Phong thủy Thế giới và là chủ tịch của Phong thủy Phùng Gia. Từ lâu thì huyền học Á Đông vốn quan niệm số phận dường như là một phạm trù đã được an bài. Nỗ lực con người dẫu có lớn vẫn phải chịu chi phối của thiên mệnh. Tuy nhiên, cổ nhân lại có câu đức năng thắng số, nhấn mạnh sự nỗ lực hay là sự tu dưỡng của mỗi con người để có nhân định thắng thiên. Vậy tương quan giữa phong thủy với các khía cạnh như trên, cụ thể hơn là pháp thay đổi số mệnh cao nhất trong phong thủy là gì? Trong lần chia sẻ này, tôi sẽ đi sâu phân tích những nội dung liên quan tới câu hỏi trên. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nói về quan niệm của cổ nhân về pháp cải mệnh. Ta vẫn thường nghe là nhất mệnh, nhì vận, tam phong thủy, tứ âm đức, ngũ độc thư, lục danh, thất tướng, bát kính thần, cửu giao quý nhân và thập dưỡng sinh. Như vậy thì phong thủy được xem là một trong những cách hiệu quả để mà cải thiện cho vận mệnh của con người. Nhưng pháp thay đổi vận mệnh cao nhất của phong thủy sẽ là gì? Như ta đã biết, mệnh là một phạm trù gần như cố định. Vận lại là sự vận hành, tuần hành, thứ tự theo yếu tố của thời gian. Mệnh và vận có thể xem là một quy luật khách quan trong sự vận động. Vậy nếu mà chúng ta xem vận mệnh như một quy luật khách quan thì con người có thể tác động hay điều chỉnh bằng những cách nào đây? Các nhà huyền học Á Đông hay mệnh lý học thông qua việc chúng ta nghiên cứu tứ trụ bát tự, có nghĩa là năm tháng ngày giờ sinh, thì đã tổng kết và coi đây là một trong những các phương pháp hữu hiệu để có thể điều chỉnh vận mệnh của một con người để mà thuận theo tự nhiên và đạt được các hiệu quả tương đối là rõ ràng. Với nền tảng lý thuyết về dụng thần bát tự nói riêng và huyền học mệnh lý học Á Đông nói chung, có rất nhiều cách thức một con người có thể cải vận được. Ví dụ như đầu tiên là đọc sách. Đây là một thói quen tốt, nó sẽ giúp cho con người chúng ta tịnh tâm, mở mang tri thức, nhãn quan rộng mở, và từ đây những thói quen hành xử tích cực nhất sẽ được tạo lập và giúp cho cuộc sống của chúng ta tốt hơn. Có thể nói đọc sách đối với cả bản thân tôi là một pháp mà đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của tôi. Mỗi một trang sách, mỗi một đầu mục, mỗi một con chữ đến với tôi, nó đều tạo lên một cái sự biến đổi nhất định trong con người của tôi. Và thứ hai nữa, đó là chúng ta nói tới sự kết giao với quý nhân. Ta vẫn thường nghe câu là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng, đúng không ạ? Đây là câu nói mà nói về việc mà nếu như xung quanh chúng ta toàn là những con người lương thiện, tri thức thì bản thân chúng ta cũng sẽ tiến bộ và tốt đẹp hơn. Một yếu tố tiếp theo đó là quý danh, có nghĩa là họ tên. Tên tuổi và danh xưng sẽ theo chúng ta suốt cuộc đời. Đó là chưa kể nếu mà chúng ta mang tên tốt thì còn có tác dụng khích lệ và dẫn dắt lớn. Mỗi khi nhắc đến tên chúng ta thì chúng ta sẽ có thể có một định hướng cho cuộc đời. Một yếu tố nữa là chọn nghề và chọn bạn đời. Chọn nghề là công việc của sự nghiệp, chọn bạn đời tức là hôn sự của cả đời người. Do đó thì việc chọn lựa hai điều này sẽ quyết định đến thay đổi vận mệnh của các bạn. Một yếu tố nữa đó là tâm dưỡng. Có thể thông qua việc luyện thư pháp, hội họa, trồng hoa, cây cảnh, trau dồi những tri thức về văn hóa thì sẽ tâm hồn của chúng ta sẽ không ngừng được tu dưỡng và sẽ có thể cải thiện được tính cách. Và từ những cái tính cách tốt, tính cách tích cực đó, nó sẽ làm cho chúng ta cải được vận mệnh của chúng ta. Và tiếp theo nữa là những dòng chữ ký để mà cải vận. Chữ ký đẹp, đường nét rõ ràng, theo quan niệm giúp cho cuộc sống thuận lợi, nhiều may mắn hơn. Khoa tướng chữ cũng là thông qua cái việc quan sát chữ ký của một người để có thể đoán biết được phần nào đường đời của người đó. Khoa tướng chữ chính là một trong ngũ đại cổ thuật của Trung Hoa, vẫn còn được lưu truyền tới ngày hôm nay. Yếu tố nữa có thể cải mệnh được đó là chọn con số may mắn. Căn cứ vào dụng thần bát tự ngũ hành là chúng ta sẽ chọn được những con số có thể đi với chúng ta tốt đẹp hơn, như là biển số xe, số nhà, số điện thoại hay là số chứng minh thư. Điều này cũng góp phần mang lại những cái vận may, những tài lộc tuần tới và phát triển cho chúng ta. Tiếp theo nữa là thay đổi thói quen xấu. Ngoại hình đẹp hay là xấu là do cha mẹ chúng ta ban cho, nhưng chính chúng ta lại phải trau dồi những cái thói quen này. Cổ nhân có câu là tướng do tâm sinh, cảnh thì tùy tâm chuyển. Tướng do tâm sinh là nhấn mạnh cái việc mà tâm tốt thì tướng cũng sẽ tốt. Điều đó thể hiện qua tướng mạo, khuôn mặt của mỗi người. Và trong phong thủy thì có một cái khoa gọi là khoa nhân tướng học, hay gọi là thần tướng học, để mà có thể thông qua nhân tướng đoán biết được con người đó sẽ có tâm tính ra sao, vận trình như thế nào. Và một yếu tố nữa chúng ta có thể cải mệnh được đó chính là dưỡng sinh. Dưỡng sinh có nghĩa là uống nhiều nước chẳng hạn sẽ làm cho chúng ta có nhiều sức khỏe hơn. Hay là có nhiều người thì tin rằng việc ăn chay, ăn ít đồ chua, ăn ít đồ mặn thì cũng đã làm cho cơ thể chúng ta tốt hơn.
hay là việc vận động, ngồi thiền, đi ngủ sớm, tránh những cái chất kích thích đều là những cái công việc có thể làm cho cái sức khỏe của chúng ta tăng trưởng, và từ sức khỏe tăng trưởng thì những cái trí tuệ của chúng ta sẽ được tăng tiến. Tôi đã liệt kê rất là nhiều những cái điều ở trên rồi. Vậy thì chúng ta hãy kết luận xem là pháp mà thay đổi vận mệnh cao nhất của phong thủy sẽ là gì. Tôi thì đã từng có hơn 10 năm đi giao lưu với các đại sư phong thủy trên thế giới, từ những cái nền văn minh phong thủy như là Hồng Kông, Đài Loan, hay là những nền văn minh mới nổi như là Singapore hay Malaysia, hoặc là những nền văn minh cổ đại như là Trung Quốc chẳng hạn. Tôi đều thấy rằng tất cả những phong thủy sư chính phái đều thống nhất có hai phương pháp có thể thay đổi vận mệnh con người cao nhất, đó là thay đổi âm trạch và thay đổi nhân cách con người. Thay đổi âm trạch chính là đặt lại bộ phận của tổ tiên vào đúng chân long huyệt đích. Đây là một pháp rất mạnh mẽ để mà cải vận. Tuy nhiên là tôi sẽ để dành những phần chia sẻ này trong những video tiếp theo. Còn trong thời lượng của video này, tôi sẽ nhắc đến một phương pháp thay đổi mạnh không kém, đó chính là thay đổi chính bản thân của chúng ta. Phong thủy thì luôn nhấn mạnh đến yếu tố là xu cát tị hung, có nghĩa là đón lành, tránh dữ. Trọng tâm tư tưởng này thì được xây dựng từ những mối quan hệ mật thiết của thuyết tam tài nữa, nghĩa là thiên địa nhân, thiên địa nhân hợp nhất. Để đạt tới điều này thì con người cần phải đạt đến cái đích thấu hiểu những quy luật của đất trời âm dương và sống hòa hợp với những quy luật này. Chúng ta càng thấu hiểu những quy luật, chúng ta càng thuận thiên thì chúng ta sẽ càng có những vận trình tốt đẹp hơn. Từ trước đến nay, những quy luật của thiên nhiên, của trời đất vũ trụ thì vốn rất là vô tư. Thiên đạo thì kỵ mãn, nhân đạo thì kỵ toàn. Nên là chỉ có con người duy ý chí thì mới cho rằng mình sống không cần phụ thuộc vào những yếu tố tự nhiên đó. Nên là sẽ có một vài người sẽ phạm phải những cái điều mà gây tai họa cho chính bản thân mình và những người khác. Trung Quốc có câu là nhất thiện giải bách tai. Vốn dĩ vận mệnh bao gồm rất nhiều các khía cạnh, là một hệ thống hoàn chỉnh, không thể chia cắt và cô lập riêng từng yếu tố một, mà đây sẽ là yếu tố hoàn chỉnh. Tích phúc, tích đức là một quá trình lâu dài, không thể chỉ là việc của vài tháng hay vài năm. Chúng ta đã từng nghe câu là việc hành thiện giống như là trồng cây trong vườn, còn việc hành ác thì giống như là mài dao trên đá. Trồng cây ở trong vườn sẽ cần phải có thời gian để mà có thể tích tụ được. Một cái cây không thể là bón quá nhiều nước hoặc là quá nhiều phân đạm để ngay một vài ngày sau nó trở thành cây cổ thụ được, đúng không ạ? Thì việc tích đức cũng giống như vậy, chúng ta cần phải có một vài tháng, một vài năm và thậm chí cả đời của chúng ta nữa. Và đã có rất nhiều thực tế cho rằng con người hoàn toàn có thể thông qua việc hành thiện tích đức để cải biến vận mệnh. Tuy nhiên là vẫn cần phải có một khoảng thời gian để chúng ta biến đổi. Trường hợp ví dụ như là câu chuyện của Viên Liễu Phàm đời nhà Minh cải biến vận mệnh chẳng hạn. Sau này thì chúng ta có một cái tác phẩm mà bây giờ các bạn vẫn thấy bán rất là chạy, đó là Liễu Phàm Tứ Huấn, nghĩa là 4 điều giáo huấn của Liễu Phàm để mà răn dạy hậu thế nhận thức về sự chân thực của vận mệnh, hay là những tiêu chuẩn phân biệt rõ thiện ác, phương pháp để mà sửa những cái lỗi lầm trong cái tư tưởng của mỗi con người cũng được nói tới trong cái quyển Liễu Phàm Tứ Huấn này, thì các bạn có thể đón đọc. Thực ra thì dục tất bất đạt, muốn nhanh chóng thay đổi vận bệnh thì là điều phi thực tế. Nó cũng giống như chúng ta trồng một cái cây, các bạn không thể mong muốn nó thành một cây cổ thụ dù các bạn có chăm bón, dù các bạn có đổ nước cho nó như thế nào đi chăng nữa, đúng không ạ? Hy vọng với những chia sẻ chi tiết xoay quanh những pháp thay đổi cải vận cao nhất của phong thủy như trên, các bạn đã có thêm phần lý giải, có thể trực tiếp áp dụng hữu ích cho bản thân mình. Và trong những video tiếp theo, tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ những kiến thức về phong thủy chính phái. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.